Đồng Lập nha, tại chợ Vạn Phúc các bác nha. Quay xem nào có cái gì mới không. Điểm lại đây thấy có mấy cây cũ nhưng mà nhìn ok. Hôm trước em quay cây này lá nó tích lắm, lá nó đỏ tía sộp các bác, túc như vậy sộp. Lá dáng dấp của nó thì không nói nhưng mà cái lá lộc non thích, rất là thích. Đề với lại cái túc này, cái lộc non của nó, hoặc là lộc vừng nữa, lộc non nó đỏ thì sướng. Đấy, hôm nay thì nó hết rồi, nó còn tí tí phun phớt thôi. Sáng đây là ông Cầm Thị, lâu lắm rồi chưa bán được, có nhiều quả lắm này. quả nho nhỏ này. Đấy, Cầm Thị này. Cầm Thị chứ không phải Thị miền Bắc đâu các anh nhá, khác nhau đấy. Đắp cái miếng này đây đâm lại xấu các bác nhỉ, nhìn mất cả giá của cái cây đi. Đó mà giá gác cái hòn đá mà nghệ thuật ở đấy nó khác, đây đắp xi măng rồi, có tí tấm thủy mà đắp xi măng lộ liễu. Cái này nói chung là bình thường, củ ngũ sắc này quá nhỉ, củ ngũ sắc. Ngũ sắc thì dễ sống lắm các bác, ngũ sắc thì rất là dễ sống. Đó, cây chắc to vừa rồi mà bảo 13 triệu thì không thấy nữa, chắc bán rồi. Cây nhỏ nhỏ này 8 triệu vẫn còn đây. Khó đấy, 8 triệu bán nó khó đấy. Đây này các bác này, chắc dây, chắc gai, nó lên dưới gai. Nó như thân leo các bác, nhưng mà già cái loại thân gỗ mà mới nó lại là thân leo. Thân leo như là rất nó đưa để nó lớn được bằng này nó rất là lâu, cực kỳ lâu, để có gỗ cực kỳ lâu. Tùng sung tùng. Sung này là quả nó lại ra ở ngọn ngọn các bác nhé. Thân cũng có nhưng mà nó ra từ ngọn xuống. Cặp đôi khế gân. Khế gân. Khế gân miền Nam các bác. Thì nó quay cây xanh thì có cả cũng được. Lần này lại thấy quan tâm xanh các bác, thấy thích thích xanh. Nè, tuyệt bảo là 5-6 triệu cái này, chẳng nhớ. Thôi các bác comment hỏi thì tôi lại hỏi tiếp thôi, chứ bây giờ gọi bà ra không phiền thì không mua đâu. Bác hỏi cái nào thì tôi sẽ hỏi giúp cái đấy, tôi nhắn tin lại. Chứ còn ngày nào mình cứ nguyên quanh đấy cứ hỏi và trả lời cũng mệt lắm. Đấy, cho nên nè. Điền lại rồi đấy, hợp các cụ hơn mình, hợp các cụ hơn, cũng đẹp đấy, già, vườn lên đá để giúp ra đây để quay cái em, con xanh này xem nó có gì ạ. Không thích bằng con ở ngoài kia. Rồi lâu lâu lại thấy cái ổi, nhưng mà bây giờ phải cực cực đẹp mới quan tâm. Này các bác có bao giờ thấy cái cây du là nó dài này chưa? Một đôi mình mà chắc là bán mất một cây rồi, trực hoành. Vâng. Này. Mẹ đang dặn là có ai gọi phải.
vách của nó ghê sợ không ạ, rồi dám kinh. Còn khu thê này được này, khu thê được, để đi vào trong này phát các bác nhé. Chán nhưng mà tôi thích cái vẻ nó cứ những cái khá là trơn, khá là chỗ này thì lại nhân tạo quá này các bác, nó thực sự là nó cũng hoành tráng nhưng mà mình không thích. À, con này chính là hot hơn dùng to làng là đừng có bẻ quá đà quá nên cắt giật, xanh nó nhanh nên cắt giật để quá đà rồi. Khu vực mà chuyên xanh khủng à, như cái bức vách sợ, như bức vách trái núi các bạn, như trái núi này các bạn. Cắt tỉa rồi nó khá là gọn gàng. Chứ mà trước mình nhìn cái bệ này là biết nó dính kinh khủng. Kinh khủng. Ngũ phúc. Đấy có một con này hót hòn hòn. Quê, sinh quê. Sinh quê. Nhìn dưới nắng hoành tráng quá. Nhìn đồ sộ. Rụt rụt đồ sộ. Đổ xuống nó phải mạnh, phần kia đang mạnh quá mức, phần này đang bị hỏng mất một con ngọn, rất là đại sự. Cái này thì cũng ổn đấy, cốt về cắt làm phôi ổn, cắt làm phôi, cái gì nhất là u sần ra góc luôn, u sần ra góc. Để cắt làm phôi để cái này được. Dưới chỗ này cứ ủ lên không nó hỏng hết, cháy hết, cháy hết. Từ đây vào đẹp rồi, ở đây nơi đẹp rồi. Từ đây trở đi là bắt đầu lởm này, xử lý lại. Nói chung là một cái phôi phụ ok đấy, phôi ok đấy. Xí phôi hoa xí cứ len lỏi trong này, cứ như vườn nhà mình các bạn. Trong này thì nó cần cái to nhiều, cái nhỏ để dưới bóng cái to, không có cái nào nó nét hẳn, khó hơi khó quay, hơi khó nhìn.
hơi khó nhìn. Hẹn các bác phiên chợ thì lại đông vui các bác nhé. Ổi quá, chưa hỏi được giá cây nào. Đây có cây bằng lăng lá nhỏ đấy, bằng lăng núi đấy, bằng lăng núi đá. Lộc vừng, ủa lộc vừng này dễ thô quá. Thích cái cốt này mà tôi làm, tôi sẽ thu những cái bệ này cho nó khỏe rồi bỏ hòn đá này. Không dùng hòn đá này. Không dùng hòn đá này. Cho nó khỏe bệ, ủ lại cái bệ, cắt hết tay. Cắt hết tay đi. Mát kê à, tưởng cô ngủ hóa là làm cây. Tưởng mà ngủ trong kia hóa làm cây. Tưởng cô ở trong nhà hóa làm cây ở đây. Kinh ấy. Thành nghệ nhân rồi. Đăng lên là nghệ nhân còn gì nữa. Nhân xịn. Cây thật, người làm thật. Người làm thật, ở đây là nghệ nhân tên Đỗ Thị Tâm đây. Đỗ Thị Tâm à? Hàng bán giá rẻ. Hàng giá rẻ. Cây nhiều tiền có, cây ít tiền. Các thể loại đều có hết. Các loại đều có. Tùy chọn. Còn tầm 1.000 cây. Cứ ra chợ Vạn, cứ ra chợ. Cứ ghi cho cô là 1.000 cây các loại. Đấy, cứ ra chợ Vạn Phúc là gặp. Mấy nghìn cây. Nói chung là cây thì không thiếu, cứ ra mà chọn thôi. Cứ đăng lên được rất nhiều cây. Trong này toàn cây to. To nhỏ các loại có hết. Đắt tiền, rẻ tiền có hết. Xin mời đến nha. Rồi. Hẹn các bác ở phiên chợ cho nó đàng hoàng nhé.